Xin chào các đồng chí và các bạn. Mời các đồng chí các bạn theo dõi chương mục truyền hình quốc phòng toàn dân của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung đáng chú ý sau. Quân khu 5 tổ chức học tập nghiên cứu các chuyên đề cho cán bộ cao cấp, cán bộ chủ trì các cơ quan đơn vị lực lượng vũ trang quân khu năm 2023. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm việc với các địa phương về xây dựng mô hình điểm trung đội dân quân thường trực cấp huyện. Phần cuối chương trình là phóng sự, xây dựng lực lượng vũ trang cơ sở vững mạnh, toàn diện. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Trong 2 ngày 23 và 24 tháng 8, Quân khu 5 tổ chức học tập nghiên cứu các chuyên đề giáo dục chính trị năm 2023 cho đội ngũ cán bộ cao cấp, cán bộ chủ trì, các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy quân khu đến dự và phát biểu chỉ đạo. Chủ trì tại điểm cầu của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam có Đại tá Mai Kim Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Lớp học được truyền đạt và nghiên cứu các chuyên đề, nâng cao nhận thức trách nhiệm của quân nhân trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, đổi mới phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong lực lượng vũ trang quân khu, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong quân đội và phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở, nhận diện âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch đối với nội bộ đảng, nhà nước, quân đội trong tình hình hiện nay, và những vấn đề đặt ra đối với công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Ngoài ra, lớp học còn được nghiên cứu chuyên đề nội dung cơ bản của luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 và quy định của Bộ Quốc phòng về thực hiện dân chủ ở cơ sở, nội dung cơ bản của luật thi đua khen thưởng năm 2022, phòng chống bệnh thành tích, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Quân khu 5, đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do Đại tá Lê Trung Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn, đã có các buổi làm việc với Thường trực Thị ủy Điện Bàn, Thường trực Thành ủy Hội An và Thường trực Thành ủy Tam Kỳ về xây dựng mô hình điểm trung đội dân quân thường trực cấp huyện. Tham gia buổi làm việc có Đại tá Mai Kim Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tại các buổi làm việc, Đại tá Lê Trung Thành, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã nêu ra chủ trương và sự cần thiết phải thành lập trung đội dân quân thường trực cấp huyện, đồng thời dự kiến quy mô, tổ chức, biên chế, quân số, vị trí trụ sở làm việc, kinh phí hoạt động, chế độ chính sách phụ cấp cho lực lượng dân quân thường trực, v.v. Qua buổi làm việc, lãnh đạo thị xã Điện Bàn, thành phố Hội An và thành phố Tam Kỳ nhất trí về chủ trương xây dựng mô hình điểm trung đội dân quân thường trực cấp huyện, bởi đây là lực lượng quan trọng bảo vệ đảng, chính quyền, tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn và thực hiện nhiều nhiệm vụ khác khi có yêu cầu. Địa phương sẽ xây dựng lộ trình để tiến hành thành lập lực lượng, xây dựng trụ sở làm việc, bố trí kinh phí để trung đội dân quân thường trực hoạt động có hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tuần qua, đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do Thượng tá Trần Hữu Ích, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị cho diễn tập phòng thủ dân sự gắn với khu vực phòng thủ huyện Bắc Trà My năm 2023. Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác được nghe Ban Chỉ huy huyện Bắc Trà My báo cáo kết quả công tác chuẩn bị. Ban tổ chức diễn tập huyện đã ban hành kế hoạch tổ chức diễn tập, ra quyết định thành lập ban tổ chức, ban nội dung, công an giúp việc, thành lập khung diễn tập huyện, xây dựng kế hoạch, kịch bản, hệ thống văn kiện, tổ chức huy động lực lượng, phương tiện, vật chất tham gia diễn tập. Bên cạnh đó, đoàn công tác đã thông qua phim vận hành cơ chế, xử trí tình huống phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, tiến hành khảo sát địa bàn diễn ra thực binh.
Qua kiểm tra, Thượng tá Trần Hữu Ích, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, ghi nhận biểu dương sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác diễn tập, đồng thời yêu cầu ban tổ chức diễn tập huyện Bắc Trà My làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức luyện tập cho các đối tượng tham gia thực binh phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đạt được mục đích yêu cầu đề ra, chú ý đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và phương tiện kỹ thuật, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập năm 2023. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy Tây Giang về diễn tập phối hợp phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn năm 2023 giữa huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam và huyện Kha Lùm, tỉnh Sê Công, nước bạn Lào. Thượng tá Trần Hữu Ích, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đồng chí Blinh Mia, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Tây Giang đồng chủ trì hội nghị. Tại buổi làm việc, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tiến hành thông qua ý định thời gian, quy mô, thành phần, lực lượng tham gia, dự kiến địa điểm tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn với nước bạn Lào. Trong đó tập trung vào thông tin thông báo, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, công tác chỉ huy khắc phục hậu quả, sơ tán, di dời nhân dân, cơ động lực lượng thực hành tìm kiếm cứu hộ cứu nạn và tổ chức cứu trợ nhân đạo, v.v. Hội nghị thảo luận thống nhất chủ trương biện pháp, thời gian, cách thức tổ chức tiến hành cuộc diễn tập. Đây là hoạt động đối ngoại quan trọng, có phần củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó keo sơn, bền chặt giữa hai tỉnh Quảng Nam, Sê Công nói riêng và hai nước Việt Nam, Lào nói chung. Vừa qua, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam do Thượng tá Hồ Huy Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy tỉnh làm trưởng đoàn đã tham dự hội nghị giao ban công tác phối hợp ba vùng giáp ranh sau tháng đầu năm 2023 giữa Bộ Chỉ huy Quân sự ba tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam. Thời gian qua, các lực lượng chức năng ba đơn vị đã duy trì thường xuyên công tác thông báo, trao đổi tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở mỗi địa bàn thuộc các đơn vị quản lý, kịp thời đánh giá tình hình địa bàn vùng giáp ranh, phục vụ cho lãnh đạo chỉ huy các cấp xử trí tốt các tình huống xảy ra, không để bị động bất ngờ. Ngoài ra, ba đơn vị đã chủ động phối hợp theo Nghị định 03 của Chính phủ, thường xuyên thông báo, trao đổi tình hình tại các địa phương để có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các hoạt động kích động tụ tập đông người, biểu tình, đòi quyền lợi của một số cực đoan chống đối, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên từng địa bàn. Chủ động phối hợp với các lực lượng bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối các hoạt động đối nội đối ngoại của lãnh đạo đảng, nhà nước, các ngày lễ Tết, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước và của ba địa phương. Hội nghị thảo luận đề ra những giải pháp nhằm giải quyết những khó khăn còn tồn tại trong công tác phối hợp, đồng thời đề ra phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2023. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh công tác tuần tra trên tuyến biển, tuyến giáp ranh, nắm chắc địa bàn, địa hình, phòng chống cứu hộ cứu nạn, đẩy mạnh công tác nắm trao đổi tình hình địa bàn, tình hình quốc phòng, kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương xử lý tốt các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ. Thực hiện dự án cán bộ chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường năm 2023 của Bộ Quốc phòng, sáng ngày 22 tháng 8, Ban Dân sự huyện Tây Giang tổ chức trao kinh phí hỗ trợ cho 19 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Tại chương trình, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã gặp gỡ thống nhất với gia đình và các em được nhận hỗ trợ định mức, hình thức hỗ trợ, ký bản cam kết phấn đấu học tập, rèn luyện của các em trong quá trình được nhận hỗ trợ. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với gia đình, nhà trường và địa phương nắm tình hình kết quả học tập, rèn luyện, đời sống của các em trong suốt giai đoạn hỗ trợ để kịp thời động viên giúp đỡ. Được biết, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tây Giang nhận nuôi 3 cháu với mức hỗ trợ đối với một cháu là 23 triệu 900 ngàn đồng trong một năm học 2023-2024 và trao hỗ trợ cho 16 em với mức hỗ trợ 7 triệu 400 ngàn đồng trên một cháu với tổng kinh phí là hơn 190 triệu đồng. Qua chương trình nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng trong thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, kịp thời động viên khích lệ các em học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có hoàn cảnh khó khăn, phấn đấu vươn lên trong học tập, trở thành những người có ích cho xã hội. Ngày 23 tháng 8, tại thành phố Tam Kỳ, Tuổi trẻ Bộ Chỉ huy tỉnh phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh và Câu lạc bộ Doanh nhân Quảng Nam tổ chức giải bóng đá Tư Hùng chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9. Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu đã diễn ra sôi nổi với nhiều pha bóng hay, hấp dẫn, thu hút đông đảo cổ động viên đến xem và cổ vũ. Đây là sân chơi văn hóa tinh thần bổ ích, thiết thực chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9.
qua đó đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể lực, hoạt động thể dục thể thao trong các cơ quan đơn vị, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa tuổi trẻ các đơn vị, góp phần xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thưa các đồng chí và các bạn, nhằm đánh giá toàn diện sự quan tâm, đầu tư của lãnh đạo địa phương đối với ban nhân sự cấp xã và trách nhiệm, khả năng tham mưu của cán bộ ban nhân sự các xã, phường, thị trấn trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương ở cơ sở, thời gian qua, Bộ Chính trị tỉnh đã tổ chức hội thi xây dựng và quản lý trụ sở, phòng làm việc của ban nhân sự xã, phường, thị trấn thống nhất, nề nếp, có cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, mô hình tăng gia sản xuất hiệu quả của tiểu đội dân quân thường trực năm 2023. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã thành lập 3 đoàn công tác trực tiếp đến 36 xã, phường, thị trấn. Trong đó có 18 xã, phường, thị trấn trọng điểm về quốc phòng an ninh thuộc 18 huyện, thị xã, thành phố để tiến hành chấm điểm ở các nội dung thi, gồm thi nhận thức quân sự, công tác đảng, công tác chính trị, công tác hậu cần, kỹ thuật bằng hình thức trắc nghiệm, thi thực hành báo cáo kế hoạch chiến đấu phòng thủ của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã trọng điểm về quốc phòng an ninh, thì trụ sở phòng làm việc ban chỉ quân sự xã, phường, thị trấn thống nhất, nền nếp, có cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Đối với tiểu đội dân quân thường trực cấp xã trọng điểm về quốc phòng an ninh, bên cạnh nội dung thi trắc nghiệm về công tác tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, các tiểu đội dân quân thường trực còn tham gia thi thực hành thể dục buổi sáng, bảo quản vũ khí trang bị kỹ thuật hàng ngày, thực hành kỹ thuật mắc tăng võng, thì mô hình tăng gia sản xuất hiệu quả của tiểu đội dân quân thường trực với các nội dung như việc đầu tư xây dựng vườn rau xanh, khu chăn nuôi, quy mô, diện tích phù hợp với quân số, xây dựng chuồng trại, hệ thống mái che, hệ thống tưới nước, hiệu quả kinh tế mang lại, công tác vệ sinh chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh, vân vân. Ban chỉ huy phường đã tổ chức xây dựng kế hoạch và tham mưu cho đoàn y bon tạo điều kiện về nguồn kinh phí và tất cả có nguồn lực để cho ban chỉ huy phường thông dầu thấy được tốt hơn, đồng thời thì tổ chức kiểm tra lại tất cả hồ sơ sổ sách, tổ chức luyện tập cho lực lượng dân quân thường trực để thông do hội thi được kết quả. Thì mục đích thì cũng giúp cho ban chỉ huy phường nền nếp thống nhất và lực lượng dân quân thường trực chính quy hơn. Qua đó thì góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn của phường. Nhìn chung, ban chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố đã lãnh đạo chỉ đạo ban chỉ huy quân sự cấp xã làm tốt mọi công tác chuẩn bị, từ việc đầu tư củng cố trụ sở làm việc ban chỉ huy quân sự cấp xã, hệ thống kế hoạch cho đến việc rèn luyện, thực hành thường xuyên các nội dung của hội thi. Đặc biệt là đội ngũ chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã trọng điểm về quốc phòng an ninh, tiểu đội trưởng, tiểu đội dân quân thường trực đã thuần thục các bước trong huy động lực lượng, tập hợp đội hình, thực hành báo cáo kế hoạch chiến đấu phòng thủ, thể hiện được khả năng tổ chức, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương ở cơ sở. Hội thi lần này thì về cái mục đích thì nhằm cho anh em lực lượng vũ trang thành phố nói chung và lực lượng dân quân tự vệ nói riêng là nâng cao được cái nhận thức và cái ý thức trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, đặc biệt là trên các nội dung thi ngồi ra thì thi cái trụ sở ban chỉ huy quân sự cấp xã, phường để từ đó mà cấp ủy chỉ huy chính quyền địa phương là quan tâm hơn nữa, đầu tư kinh phí để bảo đảm cho có trụ sở làm việc cho ban chỉ huy quân sự cấp xã. Hội thi là dịp để Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đánh giá toàn diện sự quan tâm đầu tư của lãnh đạo địa phương đối với ban chỉ huy quân sự cấp xã và trách nhiệm, khả năng tham mưu của cán bộ ban chỉ huy quân sự các xã, phường, thị trấn trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương ở cơ sở. Đồng thời, thông qua hội thi làm cơ sở để rút kinh nghiệm, đề ra những biện pháp hiệu quả để nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ ban chỉ huy quân sự cấp xã, nhất là nâng cao hiệu quả hoạt động của tiểu đội dân quân thường trực các xã, phường, thị trấn trọng điểm về quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Phóng sự vừa rồi đã khép lại chuyên mục truyền hình quốc phòng toàn dân tuần này. Cảm ơn các đồng chí các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.